Tiếp tập 100 đến tập 104, mọi người tự giác like share các kiểu, nếu được hãy quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000, tiếp phần trước. Nhiều ngày như vậy rồi, xà huyên ắt hẳn cũng hồi phục rồi, như những chuyện xảy ra ở xà Cốt Sơn, mình nên nói chuyện thế nào với cô ấy đây? Nếu mình cứ giống như lúc trước thế thì không trách nhiệm gì hết, cậu liền nghĩ đến cách mở lời với xà huyên, xà tỷ vẫn chưa chết nhỉ, không được, quá sùng xã, chào vợ bé, lâu quá không gặp, cưng vẫn khỏe chứ, không được, ớm quá. Đang nghĩ thì cánh cửa liền bật mở, lục bắc ôm mặt, sao cửa này lại mở theo kiểu ra ngoài vậy xà huyên bước ra thì ra là ngươi sao ta còn tưởng là ai đang rình mò bên ngoài nhiều ngày thế rồi không thèm đến tìm ta luôn sao lục bắc chửi thầm mẹ bà tôi ngất hết ba ngày chứ không phải đi chơi đi ba ngày nói vậy mà nghe được nhưng mà cô ấy sao tự dưng hôm nay đẹp vậy xà huyên dần mất kiên nhẫn làm gì đấy còn để ta phải dạy ngươi sao lục bắc ngập ngừng cái đó cái đó xà huyên lắc đầu muốn nói gì thì nói đi lề mà lề mề ta còn phải tiếp tục nghiên cứu huyết mạch nữa thẩm mỹ tuyệt đối đừng có mà nhắc đến chuyện bí cảnh mình hứng lên thôi mà có thể vô sỉ thế kia thà chết luôn cho rồi lúc này lục bắc mới lên tiếng cô không sao thì tôi yên tâm rồi chúc mừng cô tìm được cơ duyên huyết mạch phù hợp với bản thân lời tôi muốn nói chỉ có thế thôi phản ứng này của cô hình như tôi cảm giác câu tôi nói vừa rồi không phải câu mà cô mong đợi nhỉ lẽ nào là muốn nghe suy nghĩ của tôi về những chuyện cô đã làm với tôi sao xà huyên vừa ngại ngùng vừa tức giận lục bắc ngươi thật sự là đốt đèn trong nhà vệ sinh lục bắc liền ôm xà huyên vào lòng nguyên câu đốt đèn trong nhà vệ sinh tìm cướp ý nghĩa là tìm chết cả ngày đừng cứ mở miệng ra là cướp với nước đái nữa cô không chê thối nhưng tôi thì có đấy những chuyện đó không có gì lớn lao hết cũng không phải phạm tội lo lý gì sau này tôi chịu trách nhiệm với cô Sa huyên đỏ mặt ngươi đúng là vô sỉ sao đột nhiên nói gì thế hả lục bắc thì thầm vào tai cô nếu như không vô sỉ lần này sẽ vụt mất cô Sa huyên lập tức đẩy lục bắc ra dừng có phải ngươi lại muốn lập lời thề máu với ta không còn kế hoạch tà tu mỹ miều gì đó nữa ta nói thẳng đừng có mà dùng mấy lời ngon tiếng ngọt lừa ta lục bắc mỉm cười đừng nhạy cảm thế chứ chỉ cần một ngày tôi còn ở đây thì không có ai ép được cô làm chuyện cô không muốn làm đâu quên hết những chuyện trong quá khứ đi bắt đầu từ thời khắc này vận mệnh của cô do bản thân cô làm chủ xà huyên làm bộ giận dỗi ta là xà huyên đấy còn có chuyện gì nói luôn đi ta bận lắm lục bắc cười khúc khích không còn nữa chuyến này cô về trước đi tôi không cùng cô quay về vũ hóa môn được rồi hồ tam đến tìm tôi tôi cũng phải đi báo cáo một chút có lẽ chuyến này sẽ còn phải nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo xà huyên liền dừng bước sớm đã ngửi được mùi hồ ly trên người ngươi rồi sống sót quay về là được ta sẽ nói chuyện với bạch cẩm giúp cho lục bắc vui vẻ được bảo đảm sống sót quay về sau này gặp nhau ở vũ hóa môn có về đến nơi rồi nhớ gửi tư bổ câu cho tôi đó bỗng xà huyên tiến đến hôn lục bắc rồi lại nhanh chóng bỏ đi ta nói với ngươi sau khi ra ngoài không được trêu hoa gẹo cỏ đấy nhé nhưng nếu có trêu gẹo ai cũng phải để ta xem thử cho dù bạch cẩm không để ý ta cũng phải kiểm định thay ngươi tóm lại tự lo bản thân cho tốt lục bắc mỉm cười ôi trời xem cô ấy kìa Treo hoa gẹo cỏ cái gì chứ? Cuộc đời sau khi xuyên không, có Bạch Nguyệt Quang Bạch Cẩm và nốt chu sa như cô. Thì tôi đây đã viên mãn lắm rồi, Lục Bắc tôi, có phải là người đào hoa đâu chứ? Nhưng mà, có thể nhìn thấy nụ cười khác với trước đây của cô, chuyến đi này xem ra không lỗ rồi. Lúc này Hồ Tam đi đến, tiểu tử đệ sao lại đứng đây, bị đệ phụ đuổi ra rồi. Lục Bắc nói, đuổi ra cái gì chứ, là đệ không bước vào thôi, đại ca đến đây chỉ vậy. Hồ Tam giải thích, đến mời đệ phụ cùng đi nhiệm vụ sắp tới, dù sao tiên thiên cảnh gặp được nhưng ít có được, có thêm một người thì đảm bảo hơn. Lục Bắc đưa ra đề nghị, chuyện này nói trước luôn, thù lao thêm một phần nữa đấy nhé. Hồ Tam vừa cười vừa đẩy cửa bước vào, "Xa tỷ, Vương thống lĩnh đến tìm này, chúng ta cùng nhau đi." Tuy nhiên trong phòng không có một bóng người, Hồ Tam thắc mắc, "Ủa đâu rồi? Đệ phụ không lẽ nhìn thấy đệ lăn lộn với tiểu thư nào đó ở đây nên tức giận rời đi rồi?" Lục Bắc bực bội, "Huynh tào lao quá đi, sau khi tỉnh lại chỉ gặp mỗi huynh và cô ấy, có ghen thì cũng là ghen với huynh thôi." Chuyển cảnh đến trước đó vài phút, Sa Huyên sau khi hôn Lục Bắc liền xấu hổ bỏ đi, thật tình xấu hổ chết đi được hắn lại như thế mình còn như vậy nhanh chóng quay về vũ hóa môn tịnh tâm cố gắng tu luyện một thời gian mới được lần sau gặp lại mình nhất định sẽ khiến hắn chống mắt lên mà nhìn chuyển cảnh đến hiện tại hồ tam chất vấn đệ thành thật nói ta nghe đi có phải đệ đang hú hí thì bị đệ phu bắt quả tang không lục bắc nhìn ra cửa sổ có gì huynh nói luôn đi đệ phải quay về tam thanh phong rồi rốt cuộc chuyện gì hồ tam nói chẳng phải là chuyện ồn ào của hãm long trận sao trên tay ta có một bảng danh sách trong đó có những quan chức mà thiết kiếm minh đã nỗ lực nâng đỡ tạm thời không quản ở kinh sư ở trên địa phương một tên cũng không bỏ sót toàn bộ sẽ vào ngục với tội danh ăn hối lộ trái pháp luật đến tìm đệ chỉ có một ý nghĩa mà thôi thiếu trợ thủ bởi vậy mới nói sao đệ lại chọc đệ phụ tức giận chi vậy chứ hệ thống thông báo bạn tiếp nhận nhiệm vụ truy nã tội phạm quan trọng nội dung nhiệm vụ thân là một thanh vệ của huyền âm tỳ thu thập tình báo bắt giữ tội phạm quan trọng triều đình vốn chính là chuyện nằm trong phận sự của bạn bạn không thể từ chối nhiệm vụ lần này đúng chứ nhiệm vụ chính bắt người dựa theo danh sách phần thưởng 60 vạn kinh nghiệm nhiệm vụ phụ chưa kích hoạt có muốn chấp nhận lục bắc liền sáng mắt đệ còn tưởng là chuyện gì không phải chỉ là đi bắt vài tên quan ăn hối lộ thôi sao không cần phải tiểu tư nhà đệ đích thân ra tay đầu đệ sẽ cùng lão ca đi một chuyến với lại huyền âm ti chúng ta tuy không bằng hoàng cực tông nhưng trợ thủ tiên thiên cảnh không phải không có huynh viết tờ giấy nợ đi yêu cầu cấp trên gửi 180 nữ tử sĩ tiên thiên cảnh xinh đẹp ngoan ngoãn đến làm trợ thủ thì có gì khó chứ bé hệ thống bất lực của chẳng phải đã nói không trêu hoa gẹo cỏ mà ngộ nhỉ hồ tam lập tức cắt ngang mau dẹp cái suy nghĩ không thiết thực đó đi sao có thể đẹp bằng lão ca đây chứ hả lục bắc tiếc núi đại ca à nam nữ phối hợp làm việc mới không mệt chứ hồ tam nói lần này là nhiệm vụ chính thức khi ta quay trở về từ nhiệm vụ nội ứng nhất định phải xử lý cho thật tuyệt vời chỉ là nhiệm vụ lần này chúng ta không phải là chủ lực người chấp hành nhiệm vụ cao nhất lần này là mộc kỳ linh là đồ đệ của đế sư thái phó mà mẹ chúng ta ghét cay ghét đắng cả ninh châu những thanh vệ khác đều không phải đi lại đi chọn ngay ta để nói xem cô ta có ý gì đây cô ta lần này chọn ta là muốn thấy ta bị xấu mặt cho nên nữ tử sĩ mà đệ ao ước sẽ không có đâu tại lúc nhỏ chỉ là từng nói cô ta mặt bánh bao mũi hết miệng rộng eo to chân ngắn không có cổ còn làm thành bài hát cả ngày ca tám lần hại cô ta khóc nửa năm rồi bất ức suốt ba năm thôi sao chuyện bao nhiêu năm rồi ta không để bụng cô ta ghi thủ cái gì chứ lục bắc ngẫm nghĩ đúng thực bỏ qua sự thật không nói đạo lý tử vệ này thật sự tâm địa không bình thường lão ca có khi nào cô ấy quanh năm ghi thù muốn lấy mạng huynh rồi hận thù biến thành thích huynh không Hồ Tam tự luyến, ta đây đi tẻ cũng có thể tỏa sáng ra vẻ đẹp xinh hơn cô ta gấp trăm lần, tôn dung của họ mộc đó cũng xứng đáng thích ta sao? Lục Bắc nói, vậy e rằng cả đời huynh sẽ độc thân rồi, không đúng, huynh bảo đệ đi cùng với huynh, thế chẳng phải là lấy đệ ra để đối phó với Mộc Kỳ Linh kia sao? Đệ là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ của huynh đó. Hồ Tam mỉm cười, lão đệ quả nhiên là động não nhanh đó, người một nhà không được nói hai lời. Đệ cũng không muốn nghe mẹ chúng ta bị thay phó đó đè đầu cưỡi cổ đâu nhỉ, nếu như đệ đã biết hết rồi, vậy lập tức khởi hành thôi. Lục Bắc lập tức bị kéo đi, này đệ còn chưa kịp kết toán nhiệm vụ nữa hồ tam đảm bảo yên tâm đi ta đã sắp xếp xong rồi thứ nên là của đệ sẽ không thiếu một phần nào đâu chuyển cảnh đến quận đông dương tại huyện dục dương có người đang bị đuổi bắt quang đại nhân tha cho tôi đi con heo nhà bà nội tôi sắp sinh tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi cảnh vệ nhất quyết không tha đêm khuya ở nhạc châu cấm bay không ngự kiếm ở đường bay quy định vi phạm phải bị bắt giữ đừng hòng chạy thoát người dân bàn tán tên này xui quá đi bị bắt tội cấm bay toàn bộ tiền trên người chơi sẽ bị thu sạch luôn xin vĩnh biệt cụ chuyển cảnh đến khu ngoại thành nhạc châu lục bắc mệt mỏi Đệ nói này lão ca liên tiếp 10 ngày rồi người rất cũng phế luôn rồi lệnh cấm bay này khiến chúng ta mất thời gian hơn tận 6 ngày trời thế mà lại chọn dừng chân ở một ngôi miếu hoang hả hồ tam nhắc nhở đừng có kêu ca nữa nhiệm vụ lần này xuất hành không thể báo công nợ đâu vừa vào cảnh địa nhạc châu liền cảm nhận được có người đang âm thầm theo dõi cô ta nhất định muốn áp đảo tinh thần ta nơi hoang vu thế này đánh thua cũng không bị mất mặt lục bắc cằn nhằn để thấy huynh đơn thuần bị hại đến mắc bệnh hoang tưởng rồi Hồ Tam bước vào căn nhà gần đó. Đừng nói nữa, vào trong dọn dẹp lại thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị một vài món quà cho họ một kia. Ở phía xa, quả thật là một kỳ linh đã phục kích sẵn. Có người báo cáo, khởi bẩm tử vệ, hai thanh vệ đã đến. Một kỳ linh mỉm cười, còn muốn tính kế với ta. Hồ Tam ơi là Hồ Tam, cá đã xa lưới, chưa bộ nghe lệnh, theo ta bắt tặc tử. Bỗng có người cắt ngang, tử vệ, không đúng, trại chủ cô lấy nhầm kịch bản rồi, đây mới đúng nè. Một kỳ linh đành làm lại, cừ non đã vào chồng, các anh em đâu, mau theo trại chủ bắt lấy chúng cừu nhỏ có thể không cần nhưng con cừu lớn thì tuyệt đối không bỏ qua đám tay sai toát mồ hôi mất mặt chết đi được kiểu gì thì bọn mình cũng là thanh vệ của huyền âm ti quan võ dưới trướng triều đình vậy mà giữa đêm khuya lại đi giả dạng thành thổ phỉ để đánh người của mình nếu mà việc này bị truyền ra ngoài sau này làm gì còn mặt mũi nào gặp những đồng liêu khác chứ mộc kỳ linh nghĩ thầm hồ tam ơi là hồ tam bao nhiêu năm rồi cuối cùng ta cũng có được cơ hội lần này nhất định sẽ báo thủ lúc nhỏ có người báo cáo trại chủ bên đó hình như có động tĩnh hồ tam hắn lại dẫn người mai phục là ai để lộ tin tức mộc kỳ linh ra lệnh tất cả khoan hành động địch bất động ta bất động chuyển cảnh đến phía lục bắc cậu chất vấn này đây chính là quà mà huynh nói đấy hả cái này là gì mà tiên tử không muốn dừng khách quan còn muốn đến đồ khôn để biết cái này đó nha hồ tam chăm chú để đừng quản nữa đợi đến lúc đó có cơ hội thì để đổ lên cô ta xảy ra chuyện thì mẹ chúng ta gánh lục bắc đồng ý để tin huynh huynh cứ tiếp tục chế đi bỗng có luồng khí ám muội bay vào lục bắc lập tức phát giác sắc khí nồng nặc quá lão ca không phải huynh nói bọn họ sẽ không động sát tâm sao hồ tam trấn an dọa người thôi thách cô ta cũng không có gan đó ra ngoài xem thử vừa ra bên ngoài lục bắc liền lo lắng lùi lại không lẽ giở trò gì rồi đấy chứ vừa nãy không có mấy thứ này mà hồ tam quan sát tà sùng thôi còn không bằng sơn tặc đâu lục bắc tức giận đây là khu ngoại ô gì chứ là bãi tha ma thì có quỷ hỏa đều xuất hiện ra hết rồi kìa huynh giỏi thì huynh lên đi hồ tam thờ ơ ảo trận họ mộc này có tiền đồ đấy còn tuyển được những thuộc hạ tài ba thế này ngay lập tức Xung quanh xuất hiện những đốm lửa xanh, Lục Bắc liền rút lại lời nói, "Đợi đã, lão ca." Vừa rồi là đệ ăn nói lớn tiếng trước mặt bọn chúng, để có thể, ma cây giao cho huynh, nếu quỷ cứ để đệ chiến cho. Hồ Tam thắc mắc, "Đệ có hứng thú với quỷ hòa hả? Chuyện này ta phải mách các đệ phụ mới được." Lục Bắc tỏ ra thất vọng, "Ủa gì? Đệ chỉ là đang giúp huynh thôi mà, huynh như thế đúng là không hậu đạo gì hết." Hồ Tam đề nghị, "Hay là cứ trực tiếp xử hết lũ này, sau đó đếm đầu người, ai thua bao người kia ăn cơm." Lục Bắc hỏi lại, "Giết thiệt luôn, chúng ta không phải đồng liêu sao?" hồ tam nói chúng ta bị rơi vào trong trận pháp rồi ảo cảnh quỷ quái thực hư đan sen họ mộc đó thật sự muốn giết chúng ta đấy vừa dứt lời hai người liền giao kèo với nhau lục bắc nói được thế bữa ăn này huynh bao đệ chắc rồi hồ tam mỉm cười còn chưa chắc đâu nha quỷ hỏa dùng mỹ nhân kế với lục bắc tiểu quan nhân hỏa khí lớn như vậy tỷ tỷ giúp đệ hạ hỏa nha nhưng chiêu này không có tác dụng trong nháy mắt đã bị lục bắc đánh cho méo mặt thật sự tưởng rằng các ngươi mê hoặc được ta sao có đại ca ở đây làm nền nhan sắc các ngươi không sánh bằng đâu hồ tam nhắc nhở lão đệ phía ta được bốn người rồi đấy xem ra là đệ bao rồi lục bắc mỉm cười chỉ là để huynh nếm thử chức vị ngọt thôi lục bắc lập tức khai triển ngự kiếm thuật nhắm thẳng vào người kích hoạt trận pháp Che cha bị phát hiện rồi tuy nhiên những thanh kiếm dần tan biến khiến người kia hoang mang ủa gì vậy trời tỏa định xong rồi từ bỏ sao trong nháy mắt đám tà sùng đã bị lục bắc tiêu diệt hồ tam đứng một bên ngạc nhiên để lại tiến bộ đấy hả không lẽ sắp tiền thiên nữa rồi đã nói mỗi người một nửa mà sao đệ giết luôn địch bên ta thế để muốn ta bao đệ ăn thế luôn đó à tuy nhiên ma cây và nữ quỷ nhanh chóng xuất hiện trở lại lão ca huynh vội cái gì người thi pháp còn chưa chết thì lũ này sẽ lại sinh ra tiếp thôi huynh vẫn còn cơ hội mà hồ tam bất động quyền vừa nãy đúng thực đánh giết được một bảo đan cảnh lục bắc hỏi với lại người ở đây toàn bộ đều giết hết thật sự không sao chứ hồ tam nói tất nhiên không sao cô ta bất nhân trước ta đây bất nghĩa thì có gì mà sai chứ lục bắc mạnh miệng thế thì sợ gì tiếp tục cùng lúc đó mộc kỷ linh đứng trên cao quan sát các đệ tử xôn xao hai tên đó chắc không phải đang giết chúng ta nghe bọn họ nói tuy đồ đao chém trên người kẻ thù nhưng đúng thực là đang giết chúng ta đó độc ác thật không trừ một con đường sống nào luôn mộc kỳ linh hoài nghi hai cái tên này rõ ràng phát hiện ra người thi pháp rồi nhưng lại không bước ra khỏi trận giả vờ như không biết gì ra chiêu xong cũng thu hồi lại họ hồ kia vẫn cả gan làm loạn y như trước hắn tưởng bọn kia là thuộc hạ của mình muốn khiến mình xấu mặt đây mà nói đi cũng phải nói lại tên ẻo lả bên cạnh hắn là ai vậy sao mà nhìn cũng thấy ghét vãi nghĩ rồi mộc kỳ linh ra lệnh các ngươi còn đứng xem động thủ lục bắc ra hiệu lão ca bên nó hồ tam thúc giục hồ mộc đó không ngồi yên được nữa rồi chúng ta tiếp tục xỏ thôi mộc kỳ linh lập tức xuất hiện trước mặt người thi pháp hắn giật mình vẫn còn trợ thủ sao một thuộc hạ hỏi trại chủ bọn chúng là tội phạm bỏ trốn trên danh sách thưởng của nhạc châu mấy tên đó đều là phản đồ của phái trường minh kiếm mộc kỳ linh cảm thấy thú vị cả gan ám sát huyền âm ti lợi hại nhỉ người thi pháp vội giải thích đại nhân tôi được người bỏ tiền ra thuê chứ không hề biết đối tượng bản thân mai phục ám sát là huyền âm ti người liên can còn lại cũng mộc kỳ linh liền ngắt lời ta không muốn nghe mấy lời bao biện chém đầu chúng đưa hết về cho phái trường minh kiếm trong vòng ba ngày ta muốn có một lời giải thích đầu tên thi pháp lập tức lìa khỏi cổ ta sung cũng biến mất xung quanh lục bắc và hồ tam đầy xác chết trận pháp mất hiệu quả rồi dù sao người cũng chết hết rồi hết thì thôi lão ca bên đó còn kìa mộc kỳ linh đang bước đến thì lục bắc khai triển trận pháp vào đêm khuya thanh vắng một đám gà lại dám ám sát người trước mặt ta thật sự không biết chữ chết viết thế nào mà hồ tam liền kéo cổ lục bắc lại đừng ồn nữa người mình xem ra đám kia khâu chung một dục với các ngươi nhiệm vụ đã lộ hết bao nhiêu rồi mộc kỷ linh cao mày tháo mặt nạ xuống hồ tam quay đi nhìn thấy chưa người này chính là anh minh thần võ mộc tử vệ hành động của hai chúng ta bị lộ chứng tỏ trong thuộc hạ của cô ta có nội gián nhìn mặt cô đi làm như ai nợ tiền cô ta không bằng không chừng trong lòng đang phiền muộn tùy tiện tìm đại một lý do mắng chửi chết chúng ta đó lục bắc ngạc nhiên cái gì mỹ nữ đó lại là mộc tử vệ lão ca không phải huynh nói mộc tử vệ mặt bánh bao mũi hích miệng rộng eo to chân ngắn không có cổ sao có đúng đâu người ta rõ ràng giống như một tiểu tiên nữ dáng trần mà trời Hồ Tam vội ngăn Lục Bắc lại ta nói vậy hồi nào đệ nghe lộn rồi ăn nói bậy bạ Lục Bắc vẫn kể lể mẹ nói rồi một là một hai là hai Huynh không những nói như thế mà còn làm thành bài hát nghe vần lắm cơ mà Hồ Tam căng thẳng truyền âm lão đệ đệ dẫn mặt với ta đó hả đã nói huynh đệ đồng tâm sao chưa gì đệ đã để ta gánh vác thế Lục Bắc truyền âm lại lão ca chúng ta chơi phối hợp với nhau đệ sẽ đi qua phía cô ta làm nội gián trong ứng ngoài hợp với huynh huynh đừng tưởng đệ bán đứng huynh chứ lúc này mộc kỷ linh tức giận gọi tên hồ tam hồ tam vội cảnh cáo dẹp ánh mắt đó đi hồ tam cái gì cô biết nhiệm vụ lần này bại lộ sẽ có hậu quả thế nào không hả nhị đệ hồ tứ của ta là nghĩa tử của mẫu thân là người vào gia sinh tử với hồ tam này hôm nay huynh đệ bọn ta cùng tiến cùng lùi có chiêu trò gì cứ dở ra đi nếu như ta nhíu mày một cái nhị đệ ta sẽ không để yên đâu mộc kỷ linh lập tức tỏa ra sắc khí trả trách lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cảm thấy đáng ghét vô cùng thì ra là huynh đệ của hồ tam tình báo này rất quan trọng nhất định phải truyền về kinh sư để sư phụ lão nhân ra biết được. Lục Bắc bực bội, ông nội huynh, sao huynh chơi ác thế hả? Lúc này thuộc hạ Mộc Kỳ Linh báo cáo, tử vệ, các huynh đệ sẽ đem đầu của những tên này đưa đến phái trưởng Minh kiếm đây. Mộc Kỳ Linh đồng ý, được, toàn quân rút về doanh trại, Hồ Tam, Hồ Tứ các ngươi cũng theo cùng. Chuyển cảnh đến nơi làm việc của Mộc Kỳ Linh, Hồ Tam cằn nhằn, họ Mộc kia, nơi làm việc của tử vệ cô quá nghèo nàn rồi đó, ghế cũng không có lấy một cái luôn sao. Một Huyền Âm Ti đeo mặt nạ đến báo cáo, ngoại trừ khu vực của mộ tập thể và chùa Đổ Nát, những nơi khác mà Huyền Âm Ty chúng ta canh giữ đều xuất hiện thành viên thương vong. Mộc Kỳ Linh giận dữ quát tháo: "Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai đã làm lộ hành tung của chúng ta, biến ra ngoài hết." Người đeo mặt nạ oan ức: "Tôi chỉ đến báo cáo thôi mà." Hồ Tam nhắc nhở: "Ta nói này Mộc Tử Vệ, chuyện đã đến nước này thì đừng nghĩ đến khổ nhục kế nữa, hai bọn ta không trùng kế đâu." Mộc Kỳ Linh ngắt lời: "Hồ Tam ngươi im miệng đi, tình hình hiện tại chính là như vậy đấy, hai người có ý tưởng tồi nào thì nói ra nghe thử coi." Hồ Tam nhếch mép: "Theo hạ quan thấy, tử vệ đại nhân lơ là nhiệm vụ, không làm tròn chức trách." theo luật phải phạt tử vệ đại nhân không có công lao cũng có khổ lao không nhất thiết phải chém đầu đình chỉ công vụ đưa đến giáo phường học tập tạp kỹ lạc chịu hình phạt 10 năm mới được triệu hồi lần nữa mộc kỳ linh đáp trả tôi giáng chức làm cung kỹ hai người các ngươi cũng đừng hòng chạy nhất là ngươi hồ nhị khuôn mặt xinh đẹp này của ngươi đưa đến giáo phường so với ta nổi tiếng hơn nhiều hồ tam nói có lên can gì ta ta vừa mới đến nhạc châu mông còn chưa ngồi nóng nếu cô thật sự bị đưa đến giáo phường ta nể tình ngày xưa khẳng định mỗi ngày chiếu cố công việc làm ăn của mộc tử vệ cô tán ra bại sản cũng phải nâng cô lên hàng đầu mộc kỳ linh áp sát hồ tam ta cũng giống thế ta cũng gọi người giúp đỡ ngươi để ngươi được đứng đầu lục bắc bất lực đứng một bên đây là thù rõ ràng chỉ là hai vợ chồng nhỏ cãi nhau thôi thật đúng là để mình ăn cơm chó mộc kỳ linh chỉ tay bớt nói nhiều đi tình báo mới nhất con cá lớn nhất trên danh sách ngày mai ra khỏi thành săn bắt ta nghi ngờ hắn đã đem phong phanh tin tức nên chuẩn bị chạy trốn đấy hai người ngày mai giả làm vũ nữ cái kiểu mà mua vui chảy nước ấy tìm cơ hội đưa người sống về đây cho ta lục bắc cũng hùa theo tử vệ tỷ tỷ đệ sắp tiên thiên rồi giả gái không phải sở trường của đệ vẫn là để đệ, đệ đánh đấm cho đại ca đệ là quốc sắc thiên hương tìm huynh ấy làm là đúng nhất rồi hồ tam tức tối này rốt cuộc đệ ở bên nào hả mộc kỳ linh ngẫm nghĩ có lý dù sao hồ tam ngươi cũng không phải lần đầu giả gái cứ thế đi hồ tam cứng đầu được cô định chơi ta thế chứ gì hồ tam ta cho dù nhiệm vụ thất bại có chết cũng không giả gái bên ngoài đâu mộc kỳ linh thờ ơ ai quan tâm ngươi chết hay không dám kháng lệnh thì cạo đầu cho ngươi lên chùa làm đại sư luôn hồ tam dứt khoát mộc kỷ linh đừng có mà ép ta rốt cuộc thì ngày hôm sau hồ tam vẫn phải giả gái bằng kỹ năng hình ảo biến hóa dung mạo của bản thân hồ tam khó chịu lại khiến hồ tam đại gia đây hóa trang thành thế này kỷ mộc linh chết tiệt thế nào hai người nhìn đủ chưa hả mộc kỷ linh và lục bắc chăm chú nhìn hồ tam yêu nghiệt thật sự là yêu nghiệt lục bắc thắc mắc đại ca mẹ chúng ta sinh huynh ra thật sự không phải con gái hả có khi nào huynh là đại tỷ của đệ không mộc kỷ linh vừa câu có vừa đỏ mặt yêu nghiệt kia hành động lần này chúng ta chia làm hai đường hai các ngươi phụ trách bắt người ra ngoài ta sẽ đi canh giữ cửa hồ tam thắc mắc không phải cùng nhau hành động sao mộc kỳ linh nhanh chóng rời đi ai thèm hành động cùng ngươi dáng vẻ này của ngươi sẽ khiến lòng quân mê mệt ta muốn tự mình hành động hồ tam quay sang lục bắc còn đệ kìm chế lại được chút được không để mẹ chúng ta biết đệ thế này thì coi chừng bà ấy nhốt ta và đệ lại cùng nhau rồi sau đó ngồi xem kịch đấy để lại đi ham muốn thân thể đại ca mình đúng là đê tiện lục bắc xịt máu mũi tùng lum huynh thế kia kêu đệ không ghiền tại huynh ngon quá chi hồ tam lớn tiếng lái ngựa đi máu mũi của đệ không ngừng lại được sẽ biến thành người khô bây giờ lục bắc quay ra chỗ đánh ngựa đệ cũng muốn lái đàng hoàng đây đệ đã cố gắng nghĩ đến bạch sư tỷ và xà tỷ nhà đệ nhưng mà vẫn không nhịn được mà nhớ đến bộ dạng hồ ly của huynh hồ tam chất vấn nhanh như vậy mà đệ đã nói là nhà đệ rồi với lại vị đệ phụ lăng tiêu kiếm tông của đệ thật sự có thể kết nhân duyên viên mãn với cô ấy không lục bắc hỏi lại huynh muốn nói gì hồ tam nói ta cảm thấy khả năng sẽ không hòa thuận đâu dù sao cô ta cũng khác với xà muội mà lục bắc thắc mắc có gì không giống không phải đều là người sao hơn nữa cảm xúc của đệ đối với hai người họ đều giống nhau hồ tam nói không không phải như thế hiện tại đệ chỉ là một bào đan cảnh còn con đệ không hiểu lục bắc giải thích tam gia các tường ngài ở kinh đô hiểu bào đan còn khu ngoại ô như đệ không hiểu được hồ tam vừa ăn vừa nói vậy ta hỏi đệ đệ cảm thấy tính cách của mẹ chúng ta thế nào lục bắc trầm trồ huynh quả thật là hiếu thuận nha thì ra huynh luôn có tâm tư thế này sao ca ca à, huynh muốn ăn gì cha đây muốn cho huynh nhé hồ tam bực bội ta thấy đệ thật sự muốn chết nhỉ chúng ta là người tu đạo mỗi khi đến một cảnh giới tâm cảnh đều sẽ không giống nhau giống như bảo đan cảnh thì có thể thoát khỏi ngũ tục thế gian không cần phải ăn uống cũng có thể sống còn tiên thiên cảnh chính là biến chất lúc đầu sẽ có dáng vẻ tiên nhân ngũ tình lục dục thế gian đều xem nhẹ lấy ví dụ như cảnh giới của mẹ chúng ta thì giống như chim ưng bay lượn tự do trên trời còn chúng ta thì giống một đám chim sẻ cảnh giới càng cao làm chuyện gì càng không cần người khác nhìn bà ấy thế nào hoặc là đột nhiên hương khởi hoặc là có lợi với bà ấy mà chúng ta không đạt đến cảnh giới đó thì rất dễ không biết làm thế nào với chuyện đời thế gian đệ phụ chắc là luyện hư cảnh rồi nhỉ những gì cô ấy nghĩ khả năng sẽ rất khác với những gì đệ nghĩ đệ đừng có mà không tin cô ấy có từng để tiết lộ tình cảm của bản thân với đệ chưa đệ có cảm nhận được sự cảm xúc tình cảm của cô ấy từ giọng nói của cô ấy không lục bắc liền nhớ lại câu bạch ngân từng nói ta cũng thích sư đệ nữa nhưng không được bỏ giờ tu luyện đâu hồ tam nói tiếp xa đệ phụ sở dĩ có thể một lòng với đệ là bởi vì đệ cùng cô ấy trưởng thành sau những khó khăn nếu không với địa vị xã hội của cô ấy thì một tên ẻo lả như đệ làm gì theo đuổi được cô ấy mà bạch cẩm bất luận là trên địa vị hay là trên con đường tu vi đều cao hơn xả huyên nếu đệ thật sự muốn chung gối nằm với cô ấy nói thật thì ta không thấy đệ có cái gì để thay đổi được cô ấy đâu lục bắc ngẫm nghĩ thứ mà sư tỷ truy cầu tình cơ mình cũng có thứ mà sư tỷ truy cầu là tu hành mà sở trường của mình cũng là thiên phú tu hành đại ca đúng là một lời khiến đệ bừng tỉnh lúc đệ và sư tỷ về với nhau sẽ kính huynh thêm một ly rượu mừng hồ tam vỗ vai lục bắc nghe đệ nói như vậy trong lòng ắt đã có dự tính nhỉ vậy ta đợi rượu mừng của đệ nhưng mà ta còn có một chiêu ngự thê chi thuật để muốn mở mang kiến thức chút không lục bắc hoảng loạn đại ca huynh thả đệ ra đi bị huynh làm cho cong thì bạch nguyệt quang và nốt chu sa của đệ biết làm sao hả hồ tam tức tối giỏi lắm tiểu tử dám đánh đại ca sao lục bắc vùng vẫy huynh tránh ra đi chuyển cảnh đến trong trường săn không khí nơi đây rất rộn ràng cuộc đi săn hôm nay thật vui quá Cạn ly vui vẻ như vậy thì cảm ơn lý thái thủ rượu ngon dung thứ cho tôi uống liên tiếp ba chén bên ngoài hai tên tay sai đang bàn tán về lục bắc mỹ nhân đang nhảy múa thế kia mà tên huyền âm ti này sao cứ chơ chơ ra ấy nhỉ có thể vào được huyền âm ti đều là nhân vật lớn định lực xuất chúng đừng nói chuyện nữa ngắm mỹ nhân đi lục bắc nhẫn nhịn bọn ngu nếu như là nữ nhân thật thì ông đây tích cực hơn các ngươi nhé nhưng mà nhìn trạng thái của những vệ binh và quân sai ở đây đêm nay bắt cóc người đi e rằng sẽ đơn giản thôi các khách mời cũng sẽ đắm trước vẻ đẹp của hồ tam tuy rất muốn đấm ông nhưng hình như tôi cũng bị mê hoặc rồi phu nhân đại nghĩa ta và bà đều có đôi mắt phát hiện cái đẹp giống nhau đó thái thủ đại nhân thấy mỹ nhân tất ra thơ hay có chúng ta ở bên chỉ biết quấy nhiễu thanh tịnh theo như ta thấy nên đưa vào doanh trại nhảy một điệu riêng cho mình thái thủ đại nhân lý thái thủ tỏ ra không quan tâm bổn thái thủ đại nhân là quan phụ mẫu sao có thể lấy uy nghiêm ra đổ dỡn nếu như đã uống say rồi buổi tiệc rượu tối nay dừng tại đây mọi người hãy giải tán đi hồ tam mỉm cười tên mập chết tiệt giả vờ cái gì hả ta còn không mê hoặc được ngươi chắc nghĩ rồi hồ tam áp sát lý thái thủ lời này của thái thủ thật là lạnh lùng quá đi tiểu nữ tử nghe xong thật là hổ thẹn vì không thể đem đến niềm vui cho thái thủ để cáo lỗi với ngài sau điệu nhảy này sẽ đích thân đến doanh trại của đại nhân xin tội lý thái thủ lập tức hưng phấn được rồi ta bùng nổ thơ văn muốn cùng mỹ nhân quay về đối thơ nên giải tán trước đây hồ tam tỏ ra vui mừng ngài tuyệt vời quá đi rồi ra hiệu với lục bắc thành công đợi tín hiệu của ta lục bắc liền run rẩy nổi hết da gà lên rồi sau này nhất định phải đề phòng đại ca mới được chuyển cảnh đến lều trại của lý thái thủ hắn ta ngon ngọt nào nữ nhân chúng ta chơi gì đây tên thuộc hạ bên ngoài nháy mắt kích thích quá nhỉ nếu như tôi cũng được hút cái miếng thì đã quá rồi người bên cạnh nhắc nhở canh giữ cẩn thận đi đừng để tặc nhân vào bỗng lý thái thủ bị đá bay ra hồ tam cằn nhằn bảo ngươi sờ chứ không bảo ngươi cởi đê tiện lục bắc xuất hiện đánh gục hai thuộc hạ trước cửa hồ tam chỉ trích bây giờ mới lết đến không sợ đại ca đệ bị ăn sạch hả lục bắc thản nhiên để làm gì biết huynh ra tín hiệu gì không hét lên để đệ còn động thủ lý thái thủ hoang mang đại ca mỹ nhân nàng là nam nhân hồ tam mỉa mai chết đến nơi rồi còn mê gái dung nhan của tam ra đây tuấn tú thế này ngươi không nhìn ra sao Lý thái thủ càng hưng phấn hơn là ta đã sợ ý lại không nhìn kỹ nhưng cơ thể nam nhân ta càng hứng hơn ta nhất định phải làm cho nàng bài thơ hồ tam giận người chết đi đồ biến thái lão đệ bỏ vào bao mang đi khi hai người rời đi đã có kẻ lạ mặt đứng từ xa quan sát huyền âm ti quả nhiên ra tay rồi hai tên bảo đan cảnh thôi sư huynh chúng ta xông lên tiêu diệt chúng người kia liền ra lệnh mau đuổi theo hồ tam nói phòng trường sinh cốc hình còn cách 80 dặm trên đường đi nhất định sẽ có tặc nhân mai phục để hãy cẩn thận một chút lục bắc thắc mắc vừa nãy đã phát hiện ra hai luồng khí tức lão ca chúng ta đối phó thế nào đây bỏ xa chúng hay là hồ tam nháy mắt lão đệ yên tâm phía trước lão ca đã bố trí hai trận pháp cường hóa ta một cái đệ một cái có đại trận này thủ hộ ba hai năm tên tiên thiên cũng không chạm được vào người chúng ta sẽ giải quyết chúng ở đó lục bắc lập tức đồng ý được vậy chia nhau ra đi hai tên đó giao cho đệ tên mập này giao cho huynh hồ tam mỉm cười đệ đừng có chết đó nha lục bắc nhìn quanh mình biết ngay là không có chuyện đơn giản như vậy mà thái thủ sao có thể chỉ để mấy tên lính quèn canh gác không chứ không được khinh địch cố gắng hết sức bảo tồn tu vi để nhất kích tất sát phía sau còn không biết có bao nhiêu người xung quanh liền có động tĩnh các ngươi đến cứu thái thú nhỉ ra đây đi đối phương bật cười hay trong một con nghé con không sợ hổ có thể phát hiện ra khí tức mà bọn ta ẩn giấu còn dám ở lại đây một mình lục bắc thủ thế hai tên thiên vượt hơn một đại cảnh giới lại có gan ngăn cản một bào đan cảnh tu tiên không phải như thế nhé đối phương dần lộ diện nói rất đúng hai tên thiên giết một bào đan cảnh đối với bảo đan mà nói đúng thực là không công bằng sư huynh huynh không cần ra tay để đệ tiễn tiểu từ này lên đường đối phương liền vung kiếm chém từ phía sau tuy nhiên lục bắc nhẹ nhàng đỡ được tiên thiên còn chơi đánh lén mất mặt chết đi được nhân lúc các người còn thở nổi ta sẽ hỏi cho rõ một việc các ngươi là người của thiết kiếm mình. sư huynh của tên béo nói sư huynh đệ ta đến từ trường minh kiếm phái nhiều năm xây dựng quan hệ mới có thể đưa lý thái thủ lên chức vị cao phó trưởng môn nói rằng nếu như để ông ta rơi vào tay huyền âm ti nỗ lực mấy năm qua của môn phái ta sẽ đổ sông đổ biển hậu quả thực sự khó chịu nổi chỉ có thể hy sinh tính mạng vị thanh vệ đây để tố cáo với triều đình về những chỗ khó khăn của môn phái ta lục bắc chất vấn các người thật sự dám không sợ triều đình nổi giận sao rồi để hoàng cực tông đến đối phó với các người lý bát mỉm cười tất nhiên là sợ chứ nhưng nếu triều đình gọi hoàng cực tông đối thủ không phải là trường minh kiếm phái bọn ta mà là thiết kiếm mình lục bắc hiểu ra thì ra là như vậy dù sao một bảo đan cảnh như ta các ngươi cũng không xem trọng nói nhiều một chút để ta chết cho rõ ràng đi lần này tình báo của bọn ta bị lộ ta đoán huyền âm ti và hoàng cực tông đều có nội gián của các ngươi tình báo cũng là do bọn nội gián tuồng ra nhỉ lý bát lấy ra vũ khí ngươi đã nói rồi thì ta không phải nói nữa ta biết ngươi đang kéo dài thời gian để đợi trận pháp sinh thành nhưng bảo đan cũng chỉ là bảo đan sức mạnh của tiên thiên vượt xa những gì ngươi tưởng tượng rất nhiều vừa nói ông ta vừa phá hủy trận pháp lục bắc có chút ngạc nhiên chỉ trong chớp mắt pháp trận đã bị nhìn thấy rồi bị phá trận luôn rồi tin tưởng vào đại ca heo nái cũng biết trèo cây lý bát đắc ý đừng bất ngờ tên vừa nãy đi cùng với ngươi cho dù cũng có duy trì đại trận này thì kết cục cũng chỉ thế mà thôi lục bắc hoan hô cái gì vậy thì tuyệt quá rồi thế chẳng phải là từ nay về sau mẹ nuôi chỉ còn lại mỗi một đứa con trai là ta sao sau một trăm năm biệt phủ lớn nhỏ ở kinh sư đều là của mình rồi lý bác quay người đi xem ra là bị dọa sợ đến phát điên rồi sư đệ xử hắn đi trương đồ có cơ hội liền xông lên sư huynh dài dòng thật đấy để đây sẽ chém hắn làm chín chín tám mươi một phần luôn thấy nhiều động tĩnh lý bác nhắc nhở có kiếm không dùng lại dùng nắm đấm sư đệ à tính cách tức giận của đệ nên sửa đi lập tức một trong hai người rơi xuống trước mặt lý bát ông ta tiếp tục nhắc nhở để quên ta mắc bệnh OCD sao đừng có ném thi thể qua phía ta không may đó lại là trương đồ hắn ta yếu ớt cầu cứu sư huynh cứu đệ quái vật trong chớp mắt lục bắc xuất hiện chém bay đầu trương đồ sắp chết còn ra mồm sau đó tiện tay chém bay cánh tay của lý bát hệ thống thông báo bạn đã giết chết trương đồ vì miểu sát nhận được 15 vạn kinh nghiệm lục bắc quay sang lý bát sư đệ ngươi vì ngươi không bảo vệ chu toàn mà chết đau lòng không hối hận không hận thì mau đến đây chiến một trận để đời nào đừng để hắn đợi lâu trên đường xuống suối vàng lý bát lùi về sau ôm lấy vết thương ngươi sao có thể ngươi là yêu tu không đúng ngươi cũng là tiên thiên hoang mang xong ông ta liền trở nên tức giận lập tức phát huy toàn bộ sức mạnh lục bắc mỉm cười bây giờ mới chịu nghiêm túc sao tuy nhiên hắn lại dùng sức mạnh để chạy trốn lục bắc nhìn theo chạy rồi đánh không lại thì chạy ngươi hiểu tu tiên quá nhỉ nhưng mà kinh nghiệm kia mau đứng lại đây cho ta chuyển cảnh đến phía hồ tam có bóng dáng chặn đường anh ta ngươi theo ta lâu như vậy lại không ra tay không sợ mạng của đại nhân thái thủ không giữ được ngươi quay về khó ăn nói sao người kia là vương trí đắc ý nói săn bắt thì đương nhiên là phải từng chút từng chút ép con mồi vào bước đường cùng mới thú vị chứ nếu như trận pháp này chính là át chủ bài của ngươi thì ngươi hãy mau ngoan ngoãn giao thái thủ ra đây bảo đang còn con trực diện tiên thiên thì không có kết cục tốt đâu hồ tam mỉm cười ngươi chậm chạp không ra tay hiện giờ phá trận pháp để khiến ta lo lắng nếu đoán không lầm thái thủ này là con hàng không thể mạo hiểm ngươi là muốn giết thêm một thanh vệ để gây áp lực cho huyền âm ty vương trí lập tức xông lên ngươi đã biết nhiều quá rồi nhưng mà không phải giết thêm mình ngươi mà là hai tên hồ tam điềm tĩnh xem ra nhị đệ ta đã bị đám các ngươi hại rồi mẫu thân ta mất nghĩa tử thế thì ta phải giữ mạng để thừa kế tài sản vừa nói hồ tam vừa lấy ra bí dược hóa hình tiên thiên bán bộ hóa thần phải nghiêm túc chút mới được trong nháy mắt phía sau hồ tam xuất hiện một con hồ ly khổng lồ khiến vương trí sững sờ ngươi là người thanh khâu mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này Nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em 1000 đấy nhé. Trên màn hình là một số video hay ho khác. Yêu mọi người, donate càng yêu.